Chào các bạn, như các bạn đã biết, hiện tại bóng đèn LED đang được sử dụng rất phổ biến nhờ vào tính tiện dụng và khả năng tiết kiệm điện hiệu quả. Ví dụ đây là chiếc tuýp LED T8 của dạng đông với công suất chỉ 18W nhưng có độ sáng tương đương với bóng đèn 40W thông thường. Với khả năng tiết kiệm thì như chúng ta biết, bóng đèn hình quang thì có công suất 4W nhưng chúng ta phải cộng thêm công suất của cái flash khoảng 15W, tức là tổng cộng nó khoảng 55W. Và nếu chúng ta thay cái bóng đèn dạng đông 18W vào thì với ánh sáng tương đương chúng ta có thể tiết kiệm được 37W. Một con số rất là ấn tượng. Và cái giá thành của bóng đèn tuýp LED cũng đang giảm dần. Ví dụ như chiếc bóng đèn dạng đông này thì có giá dưới 100.000. Hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách tự thay thế bóng đèn hình quang thông thường bằng bóng đèn tuýp LED với thao tác rất đơn giản. Và chúng ta sẽ tận dụng lại được cái hệ thống máng cũ. Đây là chiếc bóng tuýp thông thường dài 1m2, sử dụng ba lát và tắc te. Khi các bạn bật thì nó sẽ không sáng ngay mà nó phải nháy. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành là thay thế bằng hệ thống bóng đèn tuýp LED mới và tận dụng lại cái máng cũ. Bước 1 thì các bạn cần tiếp cận cái bóng đèn này bằng cách dùng thang và các bạn tháo bóng đèn cũ ra. Sau khi tháo bóng đèn thì chúng ta sẽ tận dụng lại cái hệ thống máng cũ này. Tuy rằng rất cũ nhưng chúng ta có thể dùng để lắp được cái bóng đèn tuýp LED đời mới vào. Bước thứ hai là chúng ta sẽ tiếp cận với cái ban lát bằng cách là mở cái nắp này ra. Và chúng ta thấy cái hệ thống mạch điện của bóng đèn hình quang sử dụng ban lát và tắc te. Và đây là chiếc ba lát, công suất chiếc ba lát này khoảng 15W, tức là tổng công suất mà chúng ta thường dùng bóng này là 55W. Để lắp cái tuýp LED vào trong cái máng cũ này, chúng ta sẽ cần làm các bước sau. Thứ nhất là các bạn sẽ tháo cái tắc te này ra. Các bạn tháo hẳn tắc te ra, bạn có thể cất lên trên này. Tiếp theo thì các bạn sẽ tiếp cận với cái phần đấu dây điện vào ba lát. Thì chúng ta sẽ cần thao tác rất đơn giản. Ở đây chúng ta thấy có hai cái đầu dây vào ba lát. Và chúng ta tháo một đầu bên này ra. Bạn tháo rời hẳn ra. Bạn có thể dùng kìm và nhớ sao tác này bạn phải cắt điện đi. Tiếp theo, bạn lấy lỏng cái ốc ở dưới. Và bạn sẽ đưa cái dây các bạn vừa tháo và luồn vào trong cái phần các bạn vừa lấy lỏng. Sau khi luồn vào thì các bạn sẽ tiến hành là xoáy chặt cái ốc này lại. Xong. Tất cả thao tác vừa rồi sẽ giúp là cái nguồn điện đi trực tiếp vào hai đầu của cái máng cũ này. Đó, đầu bên trái và đầu bên phải. Tức là cái dòng điện sẽ được đi trực tiếp vào hai đầu của bóng LED mới. Và sau cái thao tác này thì nó sẽ đậy cái nắp này lại. Các bạn đậy lại như cũ. Mặc dù rất cũ nhưng nó có thể tận dụng lại, vì nếu mà không thì nó lại phải khoan tường lắp cái máng mới. Xong. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ gắn cái tuýp LED vào. Bạn sẽ gắn hai đầu. Đây là cái bóng tuýp LED. Và sau khi gắn thì các bạn thấy là bóng tuýp LED sáng ngay và ánh sáng rất là tốt. Đây là tôi đã vừa thay thế cái bóng tuýp LED vào cái hệ thống máng cũ bằng thao tác rất là đơn giản. Bước thứ nhất là các bạn sẽ tháo cái tắc te, và bước thứ hai là bạn sẽ đấu. Bước thứ hai là các bạn sẽ đấu trụm hai cái đầu dây mà đấu vào ballast. Vậy là xong. Như vậy chúng ta tận dụng được cái máng cũ và sử dụng được bóng đèn LED đời mới nhằm tiết kiệm điện hơn. Chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.